Xin mến chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cấp. Đừng quên bấm nhấn nút đăng ký video để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Xe Cấp hàng ngày. Và đây cốc yên đam nha các bạn, cốc yên đam dinh theo xe 50 phân khối. Đây, đây là một món hàng siêu hiếm mà thuộc dạng là vài tháng mới có một cái. Thì bữa trước có anh em nào hỏi cái cốc này thì liên hệ lại nha, tại vì mình cũng không có lưu số điện thoại cho nên cũng không nhớ ai đó gọi. Thì bữa trước có khách nào mà mua cái yên của mình rồi đó, thiếu con cốc thì đây có con cốc nha, còn cái móc nữa, cái mỏ vịt nữa, rất là khó kiếm. Đây cái chuồng này, con cốc yên đam này còn đẹp nha, chưa bị xét mục gì nha các bạn. Đây, còn rất là dày luôn. Đây là cốc zin theo xe nha, cốc zin theo xe không phải hàng lô, hàng zin nó rất là dày các bạn, hàng zin nó rất là dày. Đây, hàng zin khó kiếm, thấy là chụp liền luôn các bạn. Ok, anh em nào cần con cốc yên đam này gắn cho xe đam liên hệ với mình số điện thoại phía trên. Thì những anh em nào con xe 78 mà muốn gắn qua yên dài á, thì bắt buộc phải gắn con cốc này mới được nha. Xe 7850 muốn chuyển thành yên dài phải gắn cái con cốc này mới được. Và cái mỏ vịt phía trước có không có cũng được, nhưng cái này bắt buộc phải có, không có cái này là không gắn được. Rồi, để mua, để có thể lấy được, sở hữu được con cốc yên đàm thì có hai cách. Một, các bạn ở Sài Gòn rồi trực tiếp số điện thoại qua trực tiếp bên shop mình để lấy. Cái thứ hai, ở xa chuyển khoản bên mình ship bưu điện tận nhà, không ship code, lưu ý nha. Tất cả những món hàng bên shop của mình không bán ship code, chuyển tiền trước ship hàng sau, bán trên mức độ uy tín nha, mình bán trên thương hiệu, bán trên uy tín nha, không ship code nha các bạn. Cứ cho người thân qua trực tiếp bên shop của mình để lấy đó. Còn nếu ở xa thì chuyển khoản ship bưu điện thôi nha. Rồi, và các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video của Phụ Tùng Riêng Xe Cấp hàng ngày. Xin cảm ơn tất cả các bạn.